thì tiếp tục như những tập trước, mình sẽ tiếp tục có nhiệm vụ. Rồi cầm giùm. Ok. Ốc đại nha. Rồi đọc to nhiệm vụ giùm Sam luôn nha. Đọc không? Đúng không? Đọc. Đọc to nhiệm vụ giùm em luôn. Chào bạn, thử thách hôm nay của bạn là trong thời gian ghi hình phần từ khóa và phần chơi game, bạn phải tìm cơ hội bịt miệng. Nếu bạn không thực hiện được nhiệm vụ này, hình phạt của bạn sẽ là mua đồ ăn cho những khách mời còn lại vào đoạn ghi hình tiếp theo. Rồi, ok. Chấp nhận thử thách không, anh Quý? Anh có chấp nhận thử thách này không? Không sao hết cả, Quý sẽ chấp nhận thử thách này. Hai, Quý bóp nha. Người mà Quý sẽ thực hiện thử thách chung với mọi người đó chính là Trần Luân Vũ. Không sao. Trước khi đến với những từ khóa mà bạn mang lại thì em ơi, ngoài cái tên của em ra thì em có cái biệt danh nào nữa không? Dạ có, thì ở nhà thì mẹ và bạn bè em hay kêu em là Ken. Mà em cũng khá thích người khác cũng kêu mình là bé Ken. Ở nhà bé Ken cả nha. Bé Ken nữa. Facebook em cũng tên Hello, Ken đúng không? Hello bé Ken. Hello anh. Em ơi, giờ cho anh hỏi nha, cái từ khóa mà sau chia tay á, tại vì anh rất quan tâm cái vấn đề mà các bạn khi yêu nhau thì rất là đẹp, nhưng mà sau chia tay thì anh không biết rằng cái của em á nó còn đẹp hay là nó không đẹp. Dạ rồi, ok, thì em xin trả lời câu hỏi của anh sau bằng cái từ khóa sau chia tay. Thì theo quan điểm của em á, thì sau chia tay á thì em sẽ im lặng và em lock hết Facebook, Zalo, Instagram, lock hết tất cả mọi thứ liên lạc luôn. Nhưng mà em sẽ giải thích ví dụ lock, em lock xong đợi một thời gian bắt đầu em mới mở ra lại. Vì đối với em á, sau chia tay á là em hay bị buồn đau khổ, không phải là lụy nha, hay bị buồn đau khổ. Vì đối với em á, trong tình yêu thì phải có buồn đau khổ thì đó mới gọi là tình yêu. Còn sau chia tay mà lúc nào cũng đi kể tốt là tôi quen người này tốt lắm thôi, không có gì đâu, thì đó không phải gọi là tình yêu. Quan niệm của em là vậy. Và tại vì sau chia tay thì tại vì quá có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau rồi, tại vì em không quên được thì những cái hình ảnh đó nó xuất hiện làm em buồn thôi, chứ thật sự là cũng không phải là muốn cắt đứt liên lạc. Tại vì đối với em là người ta cắt móng tay chứ người ta không cắt đứt mối quan hệ, thì em cắt móng nước, em lóc lúc đó thôi. Nhưng mà thời gian sau khi mà bản thân em cảm thấy ổn rồi á thì em sẽ mở ra và em giải thích là vì sao lúc đó em như vậy, và em sẽ xây dựng trên cơ sở là tình bạn. Đó là lý do sau chia tay của em. Hoạt ngôn, kiên rất là định và nha, rất là rõ ràng trong tất cả mọi thứ. Rất em lý ơi, trí. Vậy là em đã có tất cả bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là 2. Và những người đó bây giờ có là bạn của em không? Dạ có, nhưng mà cái người thứ hai thì hiện tại bạn không thân, người thứ nhất là thân hơn. Nhưng mà bây giờ họ còn, em và họ còn gặp nhau không? Có kiểu thường mà vẫn nhắn tin, lâu lâu nhắn tin hay đi cà phê thôi, chứ mà ít gặp nhau, tại vì bây giờ thời gian em cũng đi học và đi làm. Nhưng mà sau này anh sẽ không cho em và người đó gặp nhau nữa nha. Ủa gì vậy? Ủa ai cho cái quyền đó vậy? Có cái sự không cho ở đây. Sống sượng thật sự. Em ơi, như vậy là Quý ơi, nếu mà Quý làm như vậy là Quý đã vô tình gạch mất chữ tự do rồi. Yeah. Em ơi, cho anh hỏi thêm một tí xíu nè, theo cái lời của Quý là có nghĩa là chia tay là em lock hết tất cả mọi thứ xong sau đó em sẽ mở lại, thì trong cái khoảng thời gian đó là em muốn quên đi cái cuộc tình này hay là nó như thế nào? Em không phải là muốn quên, mà là em sẽ làm cho cuộc sống em thật sự bận để không có thời gian để nhớ tới. Tại vì đối với em, nếu mà trong lúc quen nhau á thì những cái nào kỷ niệm đẹp thì đó là mình giữ. Còn nếu mà những lúc nào mà cãi nhau đồ đó, mình coi đó là bài học. Tại vì trong tình cảm mình phải suy nghĩ theo hướng tích cực, để mà lúc nào mình cũng giữ vững cái tình cảm lâu nhất thôi. Chứ nói chung là theo em, cái quan điểm của em cũng đúng, nhưng mà theo quan điểm của anh nó sẽ khác em một tí xíu. Tại vì đối với anh là anh thích đối mặt hơn là trốn tránh. Tại vì một khi cái mối quan hệ đó cắt đứt rồi đó, thì anh muốn nhìn nhận, anh muốn nhìn thẳng vô cái vấn đề đó, là người đó dù có post bao nhiêu tấm hình, bao nhiêu cuộc đi chơi, anh vẫn nhìn thẳng vô. Em biết tại sao người ta nói cái khoảng thời gian của mình cắt đứt mọi thứ, mình off hết tất cả Facebook, mình lock hết tất cả này hết, để mình củng cố lại tinh thần của mình. Nhưng mà chắc chắn trong lòng của mình có củng cố lại được hay không, hay là sau đó em lại mở cái Facebook, em lỡ Instagram, anh chắc chắn một điều đi chăng nữa, em mở lại rồi em cũng post cái tên đó, em qua em coi cuộc sống người đó như thế nào, thì tại sao ngay từ lúc đầu em không chịu đối mặt? Thà mình đau từ lúc đầu vậy đâu mình sẽ khỏe hơn, đừng có để cái tình dạng cái tình cảm nó cứ âm hàng ngày. Quý không đồng ý với Mario. Quý hiểu Ken muốn gì, ý ở đây Ken muốn nói rằng là khi Ken lắp Facebook
cách đứt mối quan hệ ở đây là để trong cái thời gian buồn, khi mà chia tay tất nhiên ai cũng sẽ đau buồn, họ chỉ muốn ngưng, tạm ngưng một thời gian để không muốn nhìn thấy người đó, để cho cả hai sẽ không còn nhớ nhau, để không còn liên lạc với nhau thôi. Nhưng sau đó họ muốn vẫn trở thành bạn bè của nhau. Còn riêng Mario với cái cách như vậy, đảm bảo sau này Mario, tất cả những người yêu sau này của Mario không rất khó để trở thành bạn, vì mỗi lần Mario nhìn thấy họ, Mario thời gian sau khi chia tay á, nhìn thấy họ Mario rất là tức giận, rất là giận dữ, và kiểu như là biến cái sự giận dữ đó thành cái thù hận của mình, thì thời gian sau này nó rất là khó để gặp nhau. Không, có nghĩa là quý sai cái câu mà cái của Mario chia sẻ, có nghĩa là Mario thích nhìn nhận vấn đề. Vấn đề là ở đây là gì không? Mình đã bị mất đi một cái mối quan hệ, mình đã mất đi mối quan hệ, người đó đã không còn là người yêu của mình nữa, thì tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt mình này là cuộc sống riêng của bạn đó. Thì lúc đầu Mario vẫn nói là bạn cái em á, em vẫn chọn cái cách đó vẫn đúng, nhưng mà theo anh thì anh vẫn chọn cái cách của anh như vậy để anh nhìn nhận tất cả những mối quan hệ mà Mario đã chia tay đều là bạn của Mario hết. Từ vì trong một cái mối quan hệ của Mario khi đã chia tay thì là bạn, từ vì tất cả những chuyện tình cảm của Mario chia tay không bao giờ có một cái gì đó xích mích rất là lớn xảy ra. Thì ý là Mario nói vậy. Thì nhưng mà có hai cái thể mà sau khi vừa chia tay xong rồi có thể làm bạn nhau được liền được không? Thì giống như Mario đã chia sẻ thì chia tay nó đều có những cái nguyên nhân khác nhau, những nguyên khác nhau. Bây giờ mỗi người sẽ có một cái cách xử lý khác nhau ha, cho phù hợp với tính cách, với cuộc sống của mình. Thì em ơi, sau khi mà mấy anh đó tranh cãi rất nhiều, những cái từ rất là sâu sắc, rất là triết lý, thì em thấy thì sao? Tại vì thật sự thì mỗi người đều có một cái góc nhìn đúng, tại vì mỗi người đều đang mang cho mình một cái giác mạc khác nhau và cái góc nhìn khác nhau, nên là mình không thể nói người này đúng là người kia sai, mà là mình chỉ lấy cái ý người ta để mình bổ sung cho mình làm sao hoàn thiện nhất thôi. Thì ý anh em cũng tiếp nhận, và ý anh Quý thì em cũng đồng ý, chứ em không bác bỏ về ý kiến nào hết á. Đó là ý kiến của em. Quá luôn ơi, rất là tinh tế luôn á. Vũ ơi, Vũ muốn hỏi gì? Sao nãy giờ luôn Vũ đi không có gì ta? Hình như là trước giờ là anh toàn là độc lập, khóc chủ. Ê là gì, buồn rồi mới khóc đúng không? Rơi nước mắt đúng không? Sau này anh sẽ làm cho em biết cười rơi nước mắt là như thế nào. Trời ơi. Lâu lâu mới thấy Quý thả thính nha. Sao thì còn cái từ khóa tin nhắn thì sao? Dạ, từ khóa tin nhắn ở đây là em không biết là như chị Sa nghĩ là trong mối quan hệ nhắn tin bao nhiêu là đủ. Chắc thì nhiều cũng không đủ quá. Đúng rồi. Hồi nãy em có nghe anh Ngọc Vũ nói về cái vấn đề tin nhắn là phải nhắn tin theo dõi cuộc sống á, thì theo anh nghĩ là bao nhiêu tin nhắn là đủ? Wow, hỏi ngược lại đó. Anh thì anh lại không thường hay nhắn tin, tại vì anh bận game mê. Anh game mê không mà. Anh lại thích việc nếu mà trong mối quan hệ anh lại thích nghe giọng người mình yêu hơn. Với lại trong cái tin nhắn nó không thể biểu đạt hết được cảm xúc của mình thông qua giọng nói, với lại nhắn tin người ta có thể nhắn rồi xóa, em không thể biết được là cái đó có phải là suy nghĩ thực sự hiện tại của người đó hay không. Anh thường hay gọi điện thoại nhiều hơn. Vũ đâu có thích nhắn tin đâu mọi người. Vũ là thích thả thính rồi ta tới đây ta kiếm. Đúng rồi. Xong rồi cái không chịu. Xong rồi cũng vậy đó. Cho người ta sự hy vọng, xong rồi dập tắt hy vọng người ta. Tôi trừ 2 năm trời. Nhiều đâu. Ác ghê luôn, chưa thấy một. Cho nên là nói trắng ra là không phải là không thích nhắn tin, mà là quên, không có trả lời, hoặc là bơ tin nhắn. Nhưng mà nha, cho nhưng mà Maro lại khác với anh Vũ nha. Maro bạn anh lại thích nhắn tin hơn, thích nhắn nhiều lắm. Giống như đôi lúc mình đi quay nè, xong rồi chỉ cần nghỉ giải lao trong khoảng mấy phút thôi, lo điện thoại ra nhắn tiếp. Là có nghĩa là nhắn cả ngày luôn. Mọi người bây giờ cho Luân Vũ hỏi một câu đi. Nãy giờ qua bịt miệng Luân Vũ đâu mà sao không chịu hỏi gì vậy? Nãy sao qua đây vậy? Em không có bu anh đâu. Không, em hay mê em cao to để nó qua bên kia đi. Em ơi, em hãy nhớ những cái hành động ở trên này của mọi người nha. Sao á? Cả ngày luôn. Mọi người bây giờ cho Luân Vũ hỏi một câu đi. Nãy giờ qua bịt miệng Luân Vũ đâu mà sao không chịu hỏi một câu gì vậy? Tại sao anh qua đây vậy? Em không bu anh đâu. Không, em hay mê em cao to để nó qua bên kia đi. Em ơi, em hãy nhớ những cái hành động ở trên này của mọi người nha. Sao á? Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã lấy trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.